Em Chí xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại con đường An Dương Vương. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2024. Em chia sẻ về khu vực An Dương Vương này, di chuyển đến chợ An Đông. Sẽ dạo một vòng chợ An Đông thì chia sẻ cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm về cuộc sống Sài Gòn hiện nay, bà con kinh doanh trong chợ như thế nào. Đây là con đường An Dương Vương nha cô chú anh chị, vào lúc 10 giờ sáng nha. Anh chị mình thấy là trên tuyến đường con đường An Dương Vương vào lúc 10 giờ 11 giờ thì các chú anh chị mình thấy nè, cũng khá đông về khu vực này là để sửa xe và mua bán phụ tùng của chú anh chị. Mọi tuyến đường trên đây thì đa phần thì những xe du lịch đó, về đây người ta sửa chữa và gắn những trang thiết bị cho xe và những cái xe Honda. Bên đây là ngành xe cơ khí rất là nhiều. Còn hiện nay thì di chuyển trên con đường này đến trung tâm thương mại chợ An Đông, cũng là một cái trung tâm thương mại rất lớn có tiếng ở trên khu vực Sài Gòn. Đây là con đường giao lộ của đường Quỳnh Mẫn Đạt và con đường An Dương Vương. Chúng anh chị mình thấy bên đây là xe du lịch nè, xe hơi nè, những cái xe mà gọi là cao cấp đó. Trên thị trường thì về đây hay gắn gọi là những cái thiết bị ở trong xe đó. Cái này đa dạng những cái thiết bị luôn. Con đường An Dương thì có tiếng rất lâu đời anh chị về mua bán những cái phụ tùng hoặc là lắp ráp những cái thiết bị mà trong xe. Con nào mà muốn về đây gắn thiết bị thì ra khu vực này. Rất là nhiều cơ sở luôn, rất là nhiều tiệm luôn. Đây làm di chuyển đến cái đoạn vòng xoay nè anh chị. Đây là một dòng xe Sư Văn Hạnh rồi Trần Phú từ An Dương Vương giao với nhau. Đây cũng là cái Windsor ha, một cái khách sạn Laza khu vực An Đông. Trung tâm thương mại và một cái khách sạn An Đông ở bên Windsor này rất là lớn rồi chú anh chị. Đa phần thì người nước ngoài về đây á, người ta chơi một nẻo nhiều, về dạo quanh khu vực này rồi ở trên khách sạn trên đây và dạo quanh ở khu vực chợ An Đông để mua sắm này kia đâu. Đây là trung tâm thương mại chợ An Đông, trên tuyến đường ngoài thì bán vàng bạc đá quý này chị mình thấy ha. Hiện nay thì vàng bạc đá quý này hơi bị vắng nhiều. Đây là trung tâm thương mại An Đông dịch vụ nè anh chị. Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông cũng là một cái chợ An Đông từ xưa đến giờ, thì bà con ở trên khu vực này á, người ta gọi là chợ An Đông không anh chị. Để em dạo một vòng và gửi xe cho chú anh chị mình xem mà tham quan bên trong nha. Các xe tỉnh đến đây rất nhiều, rất là nhiều luôn, để mua sắm nè, giờ đem về bán lại hoặc là mở cửa hàng anh chị. Trên đây bán đồ sẽ rất là nhiều ha. Đây bãi dưới xe bên đây. Để em di chuyển gửi giữa xe của chú anh chị nha. Chào các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực chợ An Đông. Hôm nay em chia sẻ cuộc sống của bà con trong khu vực chợ An Đông như thế nào cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm về trong ngôi chợ như thế nào. Đây là phía phần bên hông chợ nè cô chú anh chị. Bên đây là bãi dưới xe ha, cô chú anh chị thấy rất là nhiều luôn. Ở khu vực dưới nè, ở đây thì bán về những loại thức ăn và những cái vật dụng ở trong chợ ha, như là vàng bạc thực phẩm luôn, đầy đủ luôn ở dưới tầng chợ cho chú anh chị. Còn về bên hông thì bãi dưới xe, bên ngoài thì buôn bán về những cái gọi là quần áo, thời trang. Rồi trước mặt ngoài chợ An Đông thì gọi là một cái trung tâm thương mại ha. Em chia sẻ từ từng một lên tới trên ngay trong khu vực buôn bán quần áo và thời gian cho chú anh chị mình xem để tìm hiểu thêm như thế nào nha. Vậy đây thì anh chị mình vẫn thấy là bà con ở đây á, về đây hay đi mua sắm ở đây từ xưa đến giờ để mua và bán ở
trên đây ta mấy khu vực thời trang á và bán quần áo shop á, người ta hay lên trên quần áo chợ An Đông này lấy lắm. Đây là của khu trung tâm mua bán sỉ luôn nha cô chú anh chị, về quần áo thời trang luôn ha. Đây xe bên ngoài nè, chưa thấy rất là đông ha. Mới bên trong thì như thế nào chứ em thấy là xe rất là nhiều luôn. Ma Sạch thì bà con cô chú mà gửi xe tỉnh lên đây á, người ta sẽ di chuyển những cái gọi là mặt hàng ở đây, người ta đi về đóng hàng ở tỉnh á. Đây cũng như là 72, 63 chỉ theo biển số ha, số tỉnh không à. Đây 67 nữa nè, 60 nè, các cái số tỉnh thì lên đây mua mặt hàng rất là nhiều luôn anh chị. Đây là mặt hàng của trung tâm thương mại đây, ở đây. Đi mình chuyển vào bên trong thì để cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm về như thế nào nha. Về chợ An Đông thì anh chị mình đã thấy rồi, rất là rộng luôn, đây là đóng hàng nè, rất là nhiều khu vực tải hàng luôn ha. Để mình chuyển vào bên trong. Cũng đông lắm. Đem hàng lên trên nè, đây là tầng 1 trên nè. Trên đây thì mình xài máy lạnh thì ở trong anh chị. Bán đồ thời trang là nhiều luôn ha. Dạ, tầng 1 có thì bán về vàng nè, rồi quần áo thời trang nè. Đang di chuyển lên tầng trên ha, chị coi mình coi như thế nào bên trong. Ba tầng anh chị. Đây thì rất là cao ráo luôn ha, rất là bự luôn. Đây là cũng trung tâm thương mại mua bán về quần áo thời trang và các sản phẩm vàng bạc đá quý luôn. Áo dài bên đây nhiều. Áo thun nè. Đây là đồ gỗ tre ha. Nói đỡ đi con, em có một con sạp đóng nhiều lắm luôn. Cho thuê hoặc là sang sạp luôn anh chị. Hiện nay thì cho thuê nhiều, đồ sang luôn, đóng cửa rất là nhiều luôn. Rồi quay còn bán gấp luôn. Đây là quầy quần jean đó. Rồi áo thun đó. Chưa đầy sạp giờ nó sang nhiều. Cho thuê kho.
khu quần áo đóng hàng thì ít. Đóng gần hết sạp luôn anh chị. Để cho thuê cái kho cái đồ thôi. Chỗ này còn bán ít nè, để em đi chuyển dưới. Hai còn bán quần áo còn hơn nhiều. Thời trang nói chung là cũng đa dạng. Không có thấy khách luôn, ngồi chơi không luôn. Đây là quần dài dép nè, quần áo ở trên đây dài dép ha, thời trang da nịt rồi bóp da rồi. Qua đây là cửa sau. Về cửa sau thì thuộc về con đường Hùng Vương anh chị. Qua đây cũng buôn bán bên ngoài cũng thấy chậm đó, thấy cũng vắng. Cũng sang sạc bên ngoài luôn anh chị ha. Đây anh chị nhìn thấy nè. 3-4 cái hot sạp để sang luôn. Này thì kinh doanh thì khó khăn lắm, buôn bán thì ế chậm, rồi sang sạp bên ngoài còn sang không chứ bên trong, bên ngoài bán được nhất luôn của chú anh chị. Bên đây cũng cải cái xe nữa, bên đây là của bên hông anh chị ha, bên đây là cái hướng đi ra bên gỗ vàng bạc đá quý á.
trên thì đóng sạp quá chừng luôn. Tôi chưa thấy rồi, bỏ tiền tỷ ra sạp Ăn Đông. Có sạp Ăn Đông một tiền tỷ anh chị. Bây giờ đóng kiểu vậy. Rồi bà con ta giờ sao giờ? Giờ thì cũng như là giống như là bà con mình thấy là bỏ một cái vị trí sạp như vậy mà giờ không buôn bán nữa, không kinh doanh nữa thì bây giờ phải làm sao đây? Giờ về nhà làm nội trợ hoặc là buôn bán ở bên ngoài xin việc làm luôn. Chứ bên ngoài hiện nay thì mình thấy rồi, buôn bán thì ế, sạp thì đóng sang bên ngoài, còn bên trong thì đóng sạp hàng loạt luôn. Bây giờ thì những cái chủ cả giờ đi về đâu? Chú thì mình thấy ha, đóng hết toàn bộ luôn, rất là nhiều ở trên. Mấy dưới thì còn giày dép cũng còn nhiều tiệm mở, cũng nhiều tiệm đóng. Em mới vào vòng cho chú chị mình xem, thấy kinh khủng ha. Đây là phía bên hông nè, lúc mà nãy em lấy bãi dưới xe, để xe bên đây. Thì di chuyển đến này thì em cũng quay trọn vẹn ở khu vực chợ Ăn Đông cho cô chú anh chị mình xem rồi. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành cùng em. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh ha, để mình cập nhật thêm những video tiếp theo. Để mình tìm hiểu thêm về cuộc sống Sài Gòn giữa bà con như thế nào ở trên các tuyến đường. Nhớ cho một like và thích, em cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều. Và em xin dừng clip tại khu vực này. Em cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.